Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cú ngã ngựa của anh Clamv Nguyễn Xuân Phúc sau khi bị anh Trọng bắt bài và bẻ khóa không thể đi tiếp vào nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được diễn ra, dự tính sẽ được diễn ra vào trung tần tháng riêng năm 2021 tới đây bởi vì anh trọng đã thốt lên một câu rằng thế nó thích cái ghế tổng bí thư đến thế kia. Đó âu cũng là một đáp án cho anh Phúc kết thúc sự nghiệp chính trị của mình tại kỳ 12 này và sẽ không còn cơ hội để đi tiếp trong nhiệm kỳ 13 sắp tới của Đảng Cộng sản cầm quyền. Và anh Phúc cũng như Đảng mà thôi, anh luôn đi hai hàng cứ nói ngố nhưng anh rất khôn và món khôn vặt của anh Phúc thì phải nói là cực kỳ là tuyệt đỉnh. Kể từ khi sau khi lên làm phó thủ tướng rồi thủ tướng, khắp bắc cùng nam chỗ nào anh cũng có dấu chân và đại gia đình của anh Phúc. Doanh nghiệp nào có nổi chút cũng là có gửi lễ cổ phần hơi cho gia đình. Không con gái, con rể thì này là con trai và kể cả con dâu thậm chí là thông gia và người nhà của anh Phúc cũng được hưởng lợi từ những tiếng tăm và chiếc ghế của anh KLMV Nguyễn Xuân Phúc hiện đang nắm giữ. Hồi năm ngoái giữa lúc lùm xùm vụ trường Gateway xảy ra bị chết bé trai 6 tuổi thì ở Hà Nội anh Phúc chỉ đạo cho in tiền mặt rất nhiều, lúc đó đã có những đầu đoán là sẽ có đổi tiền gói thầu 260.000 tỷ tiền mặt này được bộ ba Anh Phúc, Dũng, Hưng chỉ định thầu. Nhà thầu từ Trung Quốc chứ không phải là Úc hay Indonesia như trước kia. Trước kia thì Úc hoặc Indonesia hoặc một nước khác thường in tiền cho Việt Nam nhưng bây giờ thì hoàn toàn do ngân hàng nhà nước phối hợp với bên Trung Quốc để in tiền và nhiều người trước giờ cứ ngỡ là ngân hàng nhà nước sẽ in tiền ở số 30 phạm văn đông nhưng, nhưng thực ra đó chỉ là nơi kho quỹ đếm đã đủ mà thôi thực ra thì khi trung quốc in tiền cho việt nam thì một series in ra giao cho việt nam thì trung quốc sẽ in thêm một series khác tương đương và số tiền này sẽ được cho đẩy cho các đại gia người trung quốc tung sang việt nam để mua mua đất, đai và nhà cửa. Vì thế, thời gian vừa qua nhà đất ở Việt Nam tăng một cách chóng mặt, nhưng thực tế thì người dân không mua được là bao nhiêu mà hoàn toàn là rơi vào tay của người Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc in tiền cho Việt Nam và tiền đó thực ra chỉ là giấy lộn chứ không phải là đồng tiền thật, đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của người dân Việt Nam làm ra. Vì vậy mà quỹ nhà đất ở Việt Nam hiện nay đang trở nên cực kỳ nóng. Mặc dù thì địa ốc ở Việt Nam đang đóng băng một cách thê thảm từ trước khi có đại dịch virus Vũ Hán chứ không phải là đến khi có đại dịch virus Vũ Hán thì uh, nhà đất ở Việt Nam mới bị đóng băng nhưng nhiều những khu đất vàng và những biệt phụ, biệt phủ, biệt thự thự ở những nơi đất đắc địa thì đều rơi vào tay của Trung Quốc. Ví dụ như đứng sau đó là tập đoàn của Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm đất vàng ở Sài Gòn và một số nơi khác ở Tây Nguyên cũng như ở Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận thì bây giờ phần đa những uh, mảnh đất đã lên một con gió, con con số tiền với một giá là rất là chót vót mà người dân Việt Nam chắc chắn sẽ không bao giờ sờ đến được ngoài những đại gia đứng sau lưng đó là Cộng sản Trung Quốc tung tiền ra để thâu tóm đất đai trên khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đang cho triển khai xây dựng nhà máy in tiền khá hiện đại vào ở Hòa Lạc trị giá hàng nghìn tỷ Việt Nam Đông. Riêng gói xây lắp điện cũng đã tới 30.000 tỷ và Gói này, một doanh nhân người Úc gốc Việt lại là cháu của Vương Đình Huệ trúng thầu. Bình thường hàng năm ngân hàng nhà nước phải bơm vào thị trường cả nghìn tỷ đồng tiền mặt bởi nước nào cũng vậy để bù trừ những đồng tiền đã cũ và rách, rách nát và bị thất lạc và hao hư. Tuy nhiên số bơm bù này luôn chênh lệch từ 10 đến 15% so với thu số thu về để tiêu hủy nhưng đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam luôn thì luôn bơm ở mức 25 đến 30 số dư so với số tiền mà cần phải bơm ra ngoài thị trường chính vì vậy mà tốc độ lạm phát mỗi năm năm nào cũng năm sau thường cao hơn năm trước và điểm cốt lõi này là như thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi đồng tiền thì ngày càng một mất giá và người dân thì ngày càng khốn đốn nhưng hay ở chỗ là hàng năm chỉ bơm cỡ nghìn, cỡ nghìn, vài nghìn tỷ chứ không năm nào bơm đến chục nghìn tỷ hoặc vài chục nghìn tỷ tiền mặt ra thị trường. Thế nhưng quý 2 năm 2019, Phúc Nghẹo đã chỉ đạo cho in tới 260.000 tỷ tiền Việt Nam và nhiều người mới thốt lên rằng số tiền này dùng cho cả nhiệm kỳ 13 với 14 của đảng cầm quyền chưa chắc đã hết có thể còn phải dùng qua đến đại hội 15 Tức là Việt Nam sẽ xài lô hàng tiền mới này khoảng 10 đến 15 năm nữa Chưa chắc đã phải in mới Đây không chỉ là một lãng phí về ngoại tệ và ngân sách Phải bỏ ra để mua lô giấy vụn này Bởi tiền trong kho chưa phát hành thì khác gì là giấy lộn Hơn nữa Lại đặt hàng từ Trung Quốc Liệu nhà cung cấp có cam kết là chỉ in cho chính phủ Việt Nam Mà không lọt tờ nào ra ngoài hay không Và tiền thật nhưng dạ. Hơn nữa, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai xây dựng một nhà máy in tiền quốc gia với công nghệ cực kỳ hiện đại, dự kiến đi vào hoạt động vào khoảng một vài năm tới. Nhưng chỉ vậy mà giờ đống giấy lộn chất cao trong kho phải chi phí vận hành bảo quản và trông coi. Hồi đầu năm 2020, lúc đó đại dịch virus Vũ Hán mới chớm bùng phát. Anh Klmv Nguyễn Xuân Phúc đã gợi ý rằng sẽ bơm dòng khoảng 30-50 đến ngàn tỷ vào thị trường. Hàm ý của Phúc là bơm tiền mặt để nhằm lấp liếm đi việc mình đã chót làm năm 2019. Đến nay anh Phúc tiếp tục sốt sắng chuyện giải ngân các dự án đầu tư công, giải ngân từ các địa phương yêu cầu Bộ Chính trị Ngân hàng Nhà nước bơm tiền để đáp ứng vốn. Ngân khố hiện đang rỗng tách chỉ trực chờ đi vay mà các nguồn vốn vay ODA đều cạn kiệt. Nếu vay theo kiểu thương mại thì lãi suất rất cao và vay mới để bù trả cũ thì tiền đâu để chi tiêu cho các dự án. Việt Nam thì tiền dư rất là nhiều nhưng mà không thể trả được các ngân hàng thế giới bởi vì các ngân hàng thế giới khi mình vay về thì hoàn toàn vay bằng đô la Mỹ hoặc một số ngoại tệ có trị có giá trị trên thế giới và như vậy thì đồng tiền Việt Nam không có giá trị gì để thanh toán cho các khoản vay quốc tế mà chỉ được phép thanh toán cho các khoản vay trong nước mà thôi Ngân khố thì hiện đang rỗng tách và chỉ chờ đi vay nước ngoài bởi các nguồn vốn ví dụ như ODA anh Phúc chỉ đạo anh Dũng và anh Dũng ngó của anh Hưng và anh Hưng chỉ biết cười trừ vò tóc. Đó là có thật. Hiện nay, CLMV Nguyễn Xuân Phúc biết thế yếu sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình tại đây nên rất nóng lòng giải quyết dọn dẹp xóa hết vết tích của mình. Bài toán nào giải quyết vụ 260.000 tỷ mới là điều quan trọng của anh CLMV Nguyễn Xuân Phúc từ nay cho đến cuối đến khoảng giữa tháng 1 năm 2021 khi hết nhiệm kỳ của anh. Trong các bài báo gần đây có dẫn chứng về các phát ngôn của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cho thấy dường như người đứng đầu chính phủ đã bất lực trong việc điều hành. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã có những phát biểu để khẳng định và chỉ học trò trung học thôi cũng hiểu là ông đang đổ chút hết trách nhiệm cho cấp dưới Bài báo Thủ tướng giải ngân đầu tư công y ạch là do bệnh quan liêu trên báo điện tử VTC News hôm 16 tháng 7 năm 2020 viết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ phải giải quyết cho được ba cái động, không để tình trạng biết rồi nói mãi, cứ để năm này sang năm khác như thế. Anh không làm thì phải có biện pháp với anh, chứ không làm, biết đó mà không xử lý là làm sao? Trình báo Thanh niên hôm 18 tháng 7 năm 2020 có bài "Thủ tướng địa phương nào cần tiền để phát triển, chính phủ mang tiền đến". Có đoạn "Địa phương nào không tiêu hết tiền yêu cầu chính phủ, thủ tướng chính phủ điều động hay địa phương nào cần tiền để phát triển, chính phủ mang tiền đến". Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư ngay vào đầu tháng 8 năm 2020 trình thủ tướng việc điều động vốn từ nơi không tiêu hết tiền sang những địa phương đang cần tiền để sử dụng những công trình hạ tầng. Thực ra thì với 260.000 tỷ đồng mới in ra như vậy thì đúng là Nguyễn Xuân Phúc tha hồ mà nổ tiền công nhận rất là nhiều để đưa xuống địa phương để làm các công trình hạ tầng cơ sở. Thủ tướng làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để gỡ vướng trong giải ngân đầu tư công là tựa đề trên báo điện tử chính phủ. Cùng nội dung thời sự diễn ra hôm chiều 20 tháng 7 năm 2020, trên báo Tuổi trẻ có bài Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ nhiều công trình giao thông trọng điểm. Báo Tuổi trẻ tường thuật rằng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng trước đó đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tập trung đẩy nhanh các thủ tục, tiến độ đầu tư sớm hoàn thành tuyến vành đai 3 trong giai đoạn 2020 đến năm 2025. Và giờ trong buổi làm việc này với Thủ tướng, phần lớn chỉ là nhắc lại cái ý kiến mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản tường trình giấy trắng mực đen. Bài viết trên báo tuổi trẻ và báo người lao động cùng về nội dung ở buổi làm việc nói trên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều cho thấy chưa có một quyết định cụ thể nào được chốt từ người đứng đầu chính phủ về ý kiến của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Các ghi nhận trên báo chí những viện dẫn ở trên cho thấy điều gì về trách nhiệm của người đứng đầu chính phủ. Câu trả lời ở đây dường như vị trí thủ tướng chính phủ trong một số trường hợp vẫn dừng lại cho một cơ cấu ghế của các nội các do Bộ Chính trị đặt ra theo thường thuật của báo Thanh niên đánh giá có những việc chậm trong giải ngân đầu tư công và trước tình hình khó khăn về tăng trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành lắng nghe và tập trung phối hợp giải quyết các kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh nhằm tránh cho các dự án bị bế tắc, chậm trì trệ. Nhấn mạnh yêu cầu không để Thất thoát tham ô tiêu cực lãng phí nhưng với những dự án BT, BOT có liên quan đến thanh toán bằng quỹ đất, Thủ tướng cho rằng cần xem xét nghiên cứu mở cơ chế cho thành phố Hồ Chí Minh để kinh tế thành phố tăng trưởng vượt lên, nhất là các ngành mũi nhọn của thành phố vào giai đoạn cuối năm cũng như các năm tiếp theo. Có ý kiến ví von vậy khi nhắc lại câu chuyện lúc mô tả tình hình kinh tế thế giới năm 2019. World Bank có nói một cách hình ảnh và sau đó có lẽ vì đắc ý nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có viện dẫn lại khiếu lại khiến cho nhiều người ngộ nhận đây là phát biểu đầy phấn khích của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Mây đen phủ kín toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa nắng ở Việt Nam. Từ mẫu câu giàu hình ảnh biểu tượng ấy khi đi vào tình tiết thì thì tin rằng cả World Bank lẫn dàn trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thấy đúng là mặt trời tỏa nắng nhưng không đồng đều, loang lộ. Bức tranh tăng trưởng kinh tế các tỉnh thành có chỗ sáng chỗ tối đầy cách biệt mà thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ dễ thấy nhất cho tọa nắng quanh năm lỗi ở đây cho việc bức tranh tăng trưởng kinh tế lốm đốm sáng tối ấy nếu nói theo luật tổ chức chính phủ phiên bản sửa đổi năm 2019 thì tất cả đều quy về thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc. Trích điều 28 nhiệm vụ và quyền hạn của thủ tướng chính phủ. Thứ nhất, lãnh đạo công tác chính phủ lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí điều a lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết trình quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội b lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các văn bản pháp luật và các chiến lược quy hoạch kế hoạch chính sách và các dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ thủ tướng chính phủ C. Chỉ đạo điều hòa phối hợp hoạt động giữa các thành viên chính phủ, quyết định các vấn đề khi còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. D. Lãnh đạo thực hiện việc thực hiện công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động kinh tế xã hội. D. Lãnh đạo chỉ đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành thực hiện các quy định của pháp luật và phương trình kế hoạch chiến lược của chính phủ trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. E lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện hiến pháp và pháp luật trong phạm vi của toàn quốc. Điều 2. Lãnh đạo chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống chính hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương đảm bảo tính thống nhất thông suốt liên tục của nền hành chính quốc gia. Rất tiếc ở Việt Nam hiện tại những quan chức đứng đầu đảng, quốc hội và chính phủ vẫn thuộc nhóm quyền lực bất khả xâm phạm. Phòng thủ dân sự ông Nguyễn Xuân Phúc có ý gì? Hôm Chủ nhật 19 tháng 7, báo chí Cộng sản Việt Nam đưa tin Thủ tướng Klmvr Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành ban chỉ đạo phòng chống dân sự quốc gia và quyết định về quy chế tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo. Theo đó, ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho chính phủ, thủ tướng trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước, trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự của Bộ Ngành Trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự cấp tỉnh. Về cơ cấu tổ chức, Thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo. Ba phó trưởng ban gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bộ trưởng Bộ Công an. Được biết hôm trước ngày 15 tháng 7, ông Phúc bổ nhiệm ba thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có vẻ như ông đang tập trung quyền lực quân đội vào tay của ông. Theo nghị định ngày 2 tháng 1 năm 2019 về phòng thủ dân sự do ông Phúc ban hành thì nó nằm dưới sự quản lý thống nhất của chính phủ, tức ông Phúc phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Nghị định quy tụ 14 bộ và mọi cơ chế trung ương để kết hợp quân sự và dân sự cho chiến tranh thiên tai nhân tài và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước. Lực lượng thực hiện ngoài các lực lượng nòng cốt còn có lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia, có nghĩa là nếu ông Phúc muốn dùng người ngoài đảng để chống đảng như Mao Trịnh Đông đã làm bằng vệ bình đỏ thì ông Phúc có thể làm được một cách rất hợp pháp. Có hai giả thuyết về việc quyết định thành lập ban chỉ huy chỉ đạo phòng dân sự quốc gia này. Giả thuyết thứ nhất là liên quan đến môi trường quốc tế và khu vực khi Mỹ trung chuyển từ thế đối tác sang thế đối thủ quan hệ Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Trung Quốc ngày càng căng thẳng hơn. Mới hôm 16 tháng 7, tờ Hoàn Cầu thời báo đe dọa là Việt Nam sẽ trắng tay nếu như Mỹ can thiệp là mất thế thăng bằng lâu nay trong mối quan hệ tam giác Mỹ-Việt-Trung. Cùng thời điểm, công ty Rothlab của Việt Nam hủy hợp đồng với Noble trên Biển Đông ở vùng Bãi Tư Chính do sức ép của Trung Cộng, vừa bằng công hàm ngoại giao vừa trên thực địa. Điều này làm cho giáo sư Cạ Thề Ơ nhận xét rằng Việt Nam đã tạo ra một tiền lệ tồi tệ từ vụ Repson và nay vụ hủy hợp đồng với Noble đã đóng thêm một chiếc đinh lên cỗ quan tài trong nỗ lực phát triển nguồn dự trữ chữ lượng khí ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Nhà báo Bill Hayton thì cho rằng vụ tập đoàn Noble là đòn nghiêng trọng giáng vào không chỉ ngành dầu khí Việt Nam mà cả nền kinh tế và cả hệ thống chính phủ Việt Nam. Đi dây giữa hai đối tác thì dễ nhưng đi dây giữa hai đối thủ thì không hề dễ một tí nào. Bài học lịch sử của thập niên 1970 khi Mỹ Nixon Kissinger đã xeo nạy Trung Quốc với Mao Trạch Đông ra khỏi Liên Xô thì Cộng sản Việt Nam bị té dây đưa tới chiến tranh biên giới đậm máu năm 1979 và Đảng Cộng sản Việt Nam nứt ra Hoàng Văn Hoan, Trương Như Tạng và phe thân Trung Quốc. Có thể phòng thủ dân sự là để chuẩn bị cho tình huống tương tự như thế này. Giả thuyết thứ hai, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn hơn 5 tháng nữa sẽ xảy ra. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn Trần Quốc Vượng lên thế mình nhưng qua mấy lần bỏ phiếu thử thì đều thua xa Phúc và thua cả Nguyễn Thị Kim Ngân hay Nguyễn Thiện Nhân. Thấy thế, Nguy nên hai cận thần của ông Trọng là Hồ Mẫu Ngoạt và Hoàng Bình Quân muốn đưa ra giải pháp. Trọng hy sinh ngồi nữa dù đã là thần tàn mà dại, nằm nhiều hơn ngồi. Như vậy, Phúc bị chơi ép phúc có tiền có tổ chức nhưng còn thiếu sức mạnh vũ lực tổng bí thư là chủ tịch quân ủy trung ương nên nắm quân đội quân đội không sợ ai nhưng sợ toàn dân nổi dậy phòng thủ quân sự là sức mạnh toàn dân mà ông phúc có thể huy động một cách hợp pháp hoàn cảnh thế giới và khu vực thì đầy xáo trộn nội tình ông phúc ông bình minh và phe muốn nghiêng về phía phương tây đang lật ngược thế cờ phe của chính phủ Thắng hay phe của Đảng Thắng cũng đều đưa tới những hệ lụy của nó việc ông thủ tướng Col Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia có vẻ như là một chính sách bảo hiểm để nếu khi cần nó được dùng để chống lại Đảng của ông Trọng thưa quý vị và các bạn thân mến Nguyễn Xuân Phúc ôm thêm hai ghế chỉ đạo dù có 4 phó thủ tướng các nhận các báo nhà nước hôm 19 tháng 7, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dân sự quốc gia và đồng thời làm trưởng đoàn công tác về đầu tư công. Ông Phúc ôm đồm thêm việc trong lúc đang có đến 4 vị phó thủ tướng và 21 bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực kinh tế, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được báo dinh mô tả là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu cho chính phủ Cộng sản Việt Nam trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự. Ngoài ông Phúc đứng đầu, ban này còn có 3 phó ban là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Các nhân sự còn lại của ban là Bộ trưởng các bộ người đứng đầu hệ thống truyền thông nhà nước như đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Cùng thời điểm, theo báo Thanh Điền, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng ôm ghế trưởng đoàn công tác số 1 nhằm kiểm tra đôn đốc tình hình đầu tư công, kể cả vốn ODA năm 2020 tại các địa phương Sài Gòn, Đồng Nai và một số địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long việc cùng lúc lập một ban và một đoàn công tác cho thấy sự lãng phí nhân sự và tiền thuế của dân trong lúc phạm vi hoạt động của hai tổ chức này nhiều khả năng trồng chéo với các bộ ngành tương ứng của chính phủ cộng sản việt nam theo báo dinh kích kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được lấy từ ngân sách nhà nước mặt khác việc kiêm nhiệm thêm hai ghế chỉ đạo trong thời điểm này cho thấy ông phúc hoặc quá tham quyền cố vị hoặc không còn tin vào năng lực của thuộc cấp nên phải nhảy vào điều hành. Ngoài vai trò tạo nền kinh tế xã hội, ông Phúc khiến cho công luận ngạc nhiên khi thỉnh thoảng ra chỉ thị xử nghiêm vụ này vụ kia, trong khi đất nước có luật pháp và đầy đủ các bộ ngành để vận hành bộ máy hành chính công mà không cần người đứng đầu chính phủ phải nhắc nhở theo ghi nhận của báo đảng trước hai chức danh mới nêu trên trong các năm qua ông phúc còn từng kiêm nhiệm người đứng đầu các ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và chỉ đạo xây dựng đặc khu chỉ đạo phòng chống khủng bố có lẽ do ôm đồm quá nhiều ghế lãnh đạo các ban chuyên môn nên ông phúc thường phó mặc nội dung phát ngôn tại các cuộc họp cho các phụ tá soạn thảo Điều này dẫn đến thỉnh thoảng công luận lại có dịp cười nhạo những lời chỉ đạo ngô nghê, xáo rỗng theo kiểu các địa phương phải là đầu tàu của người đứng đầu chính phủ CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Cộng sản Việt Nam vừa kỷ luật hàng loạt tướng lĩnh quân đội Ngoài một trung tướng đề nghị bị kỷ luật, hai thiếu tướng và một đại tá đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản Việt Nam cảnh cáo và khiển trách do sai phạm về quản lý đất đai. Theo báo VN Express ngày 20 tháng 7 tại kỳ họp 46 diễn ra từ 15 đến 17 tháng 7 sau khi xem xét phúc trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư Cộng sản Việt Nam xem xét thi hành kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên Tư lệnh Quân khu 2. Do trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai cùng sai phạm trên Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ra quyết định cảnh cáo thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nguyên, phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 và đại tá Nguyễn Trọng Lương, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Bộ Tham mưu, nguyên Tránh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4. Ngoài ra thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên bí thư Đảng bộ Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng quân khu 2 cũng bị kỷ luật khiển trách. Mặc dù nêu nguyên nhân bị kỷ luật do sai phạm về đất đai, song các báo nhà nước không có thông tin cụ thể để cho biết từ vụ án nào, mức độ nghiêm trọng ra sao. Cũng tại kỳ họp 46 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản Việt Nam đã xét đơn khiếu nại và quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng Thượng tá Bùi Tiến Lợi, chủ nhiệm Bộ môn Xã hội Chủ nghĩa Hội Khoa học của Trường Sĩ quan Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh do trong thời gian giữ cương vị đã có những bài viết phát ngôn trên mạng xã hội trái với những quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước, Cộng sản Việt Nam. Việc làm của Thượng tá Lợi được cho là suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước. Theo đó, trong một chương trình của đài truyền hình Việt Nam VTV1, thượng tá lợi bị cáo buộc đã phát tán trên mạng xã hội nhiều tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước đưa nhiều tin bài với những ngôn từ kích động lời lẽ thô tục, coi thường kỷ cương phép nước nhằm tạo ra sự hoài nghi dư luận, hiểu sai về nội bộ của binh chủng công binh, xúc phạm đến danh dự uy tín cá nhân của một số lãnh đạo theo VTV1, điều nghiêm trọng hơn là trong một đoạn video clip đăng trên mạng xã hội, ông Bùi Tiến Lợi trong trang phục quân nhân đã tuyên bố một nội dung hoàn toàn sai trái. Cụ thể, ai đó nói rằng biển Đông là của Việt Nam, Trường Sa là của Việt Nam thì đó là những tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế, không đúng với công ước về luật biển năm 1982. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.